Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Minecraft trò chơi con mực. Tên 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 tên. Trời ơi, cười xong hò quá. Là gì vậy, bình tĩnh em. Ok bạn ơi, thì như anh em cũng đã biết, nếu những bạn nào mà đã xem tập 1 á thì chắc các bạn cũng biết rằng là trong tập 1, Hero Team bọn mình đã tham gia trò chơi con mực và đã có một người bị loại. À quên, và trò chơi hôm qua là trò chơi gì mình sẽ nói cho các bạn biết nha. Nếu bạn nào xem thì chắc các bạn cũng biết, trò chơi hôm qua là trò chơi tách kẹo mọi người ạ. Và ngày hôm qua đã có một người bị loại, đó chính là Kyron. Trời ơi Kai ơi, con trai gì đâu mà chơi game thua gái luôn, nhục quá. Trời, cái đó là mình nhường thôi bạn, hiểu không? Mình nhường thôi. Trời ơi, mình chưa thấy mình chơi game gồm cái nào đâu. Trời ơi, nhường kiểu gì mà thua cái Sammy luôn. Trời ơi. Ok bạn ơi, thì mấy bạn biết tại sao hôm nay Kyron lại xuất hiện ở đây không? Là bởi vì hôm qua có rất là nhiều bạn thương Kyron, cho nên các bạn đã ủng hộ like rất là nhiều. Và video hôm qua đã đạt được 50.000 like rồi các bạn ơi. À, có thể là bây giờ bạn đang xem bạn không thấy được ở ngoài là 50.000 like đâu, là bởi vì là YouTube gọi là like tăng cao quá, cho nên là YouTube chưa loát kịp nha các bạn nha. Chứ thực sự là bên trong video thì đã được hơn 50.000 like rồi nha các bạn nha. Đấy, thì Kyron đã được mấy bạn giúp cho hồi sinh 50 like để Kyron sống lại mọi người ạ. Ok, thì Kyron đã được quay trở lại nha các bạn nha. Nhưng mà lần này á, người nào thua sẽ bị loại luôn, chứ không còn được 50 like sống lại như y như là trận 1 đâu nha, không có chuyện đó đâu nha. Rồi, Kyron biết ơn các bạn, cảm ơn các bạn đi Kai. Trời đất ơi, cảm ơn mấy bạn nhiều lắm luôn á. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Mình mới trong trận đầu tiên mà mình bị loại rồi, mình buồn quá trời. Đúng rồi, mình chơi luôn rồi. Kyron gà bắp mấy bạn ơi. Ok, và hôm nay mấy bạn ơi vẫn tiếp tục sẽ là trò chơi con mực, nhưng mà trò chơi hôm nay sẽ khác trò chơi ngày hôm qua nha các bạn nha. Các bạn biết trò chơi hôm nay là gì không? Đấy, bạn xem đây. Thì như anh em đã thấy ở đây, mình đã chuẩn bị cho mọi người một cái sân thi đấu. Và ở trên kia mọi người thấy có một con số, đó chính là 3 phút mọi người ạ. À. Đấy, thì trò chơi hôm nay sẽ như thế này. Trong vòng 3 phút, mọi người sẽ phải bắt cua từ ở bên đây, nhảy qua đây. Đó. Ây da, trời, xin dịch đánh em. Thì hôm nay nè các bạn ơi, chúng ta sẽ tiếp tục đến với trò chơi con mực tập 2 nha các bạn nha. Và tất nhiên rồi, tập 2 thì tất nhiên là sẽ phải có trò chơi khác ngày hôm qua, các bạn hiểu không? Ngày hôm qua là bọn mình đã chơi tách kẹo rồi nè. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến một cái trò rất là vui luôn các bạn coi à. Ở trên đây mình đang để một cái bảng. Thì các bạn có thấy là trên cái bảng này có con số là 3 phút nha mọi người. Thì trong vòng 3 phút, người chơi sẽ phải gọi là bắt cua qua những cái chướng ngại vật, bạn coi nè, thấy không? Mình sẽ bắt cua qua đây nha. Đó, bên dưới có lava kìa, rất là nguy hiểm luôn. Sẽ phải bắt cua qua đây. Rồi ra coi, làm gì vậy? Chết trời ơi, trời. Nhảy qua đây nữa bạn, và khi qua bên đây. Ủa sao mày đây không có gì vậy? Rồi đây bạn ơi, hồi nãy mình có chuẩn bị mấy con mèo mà mình quên mất là mấy con mèo hồi nãy mình đang đứng quay nó chạy đâu mất tiêu rồi bạn ơi. Đây, bạn thấy không? Sau lưng của mình là có rất là nhiều mèo nè. Thì nhiệm vụ của người chơi trong vòng 3 phút sẽ phải chạy qua bên đây. Đó, chạy đi mấy con mèo. Ê, chụp một con mèo đó, thấy không? Mình bắt được một con mèo nè các bạn. Wow, gì đó. Sau đó chúng ta sẽ phải đem con mèo về nhà. Đó, chúng ta phải nhảy qua đây, nhảy qua hàng rào. Hi. Rồi sau đó bắt cua lên từng block. Hi, hi. Đó, nhảy qua đây. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ê, nhảy qua đây nè. Đó, vượt qua rất nhiều chướng ngại vật. Sau đó đem con mèo về đây và thả vào trong chuồng. Đó, bạn thấy không? Wow. Và trong vòng 3 phút, người nào bắt được nhiều mèo hơn thì người đó sẽ là người giành chiến thắng. Còn người nào không bắt được nhiều mèo hơn thì các bạn biết rồi đó, người đó sẽ là người bị loại và sẽ vĩnh viễn không bao giờ được xuất hiện trong trò chơi con mực nữa, các bạn hiểu không? Đó, ok. Và không nói nhiều nữa bạn ơi, mới vừa gọi là hướng dẫn các bạn chơi thôi là mình đã thấy cái trò này vui ơi là vui rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào trò chơi nha. Và trước khi bắt đầu, các bạn hãy kéo xuống bên dưới phần bình luận, mấy bạn hãy thử bình luận xem coi mấy bạn nghĩ trong tập này ai sẽ là người bị loại thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mọi người đã sẵn sàng chơi cùng với tôi chưa nào? Rồi. Sẵn sàng rồi đúng không? Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, thì trận đầu tiên thì sẽ là mình và Sammy thi đấu với nhau nha các bạn nha. Sammy ơi, bà đã sẵn sàng thi đấu với tôi chưa? Sẵn sàng. Việc mà bê mèo là tôi thích lắm, tôi thích ôm mèo lắm luôn á. Chắc chắn tôi sẽ là người thắng. Thắng chắc chắn luôn. Trời ơi, mấy bạn ơi, mình có muốn thắng cũng không được nữa. Bà Sam này bà giữ như bà chằn vậy á, cho nên mình sợ mình thắng bà cái bà quýnh mình. Gì đó, đó. Đó. Lên vàng, cố vũ phong. Cố lên, Phong ơi, cố lên, Phong ơi. Đúng rồi, mọi người phải cổ vũ với tôi như vậy. Ủa dịch, dịch làm gì dịch, dịch con gà xuống cho em ăn hả dịch? Tào lao. Khóc đôi thuốc đi. Yên tâm đi, em,
em sẽ không để thua con gái đâu. Ôi Sammy ơi, bà yên tâm đi, tôi là tôi chơi công bằng lắm, không có chuyện mà tôi nhường bà đâu, cho nên là trận này bà mà thua đừng có trách tôi nha. Ai mà thèm ông nhường, tôi là chắc chắn tôi thắng ông rồi, hiểu chưa? Ôi mày đặt đồ. Đây các bạn coi nè, anh em của mình, anh em tốt mình đang đứng ở trên kia nhảy ủng hộ cho mình nè. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, tầng tầng tầng. Trời ơi, hội anh em, hội anh em đang ủng hộ mình rất nhiều, mình không thể nào để thua được các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ nha, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nha. 3 phút để coi ai bắt được nhiều, được nhiều mèo hơn nè. Ok. Rồi ok, Sammy ơi, chuẩn bị sẵn sàng nha. Tôi đếm từ 1 đến 3 bắt đầu nha. Rồi ok, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, bắt đầu. Ok, bắt cua nè. Hi, nhảy qua đây. Tôi nghĩ là tôi sẽ bắt cua thắng Sammy mọi người. Ê, ui, xém té xuống lava. Trời ơi, may quá, may quá. Ok, nhảy qua đây. Ôi là Phong ơi, sao đây, nó đây, trước em rồi kìa. Đây đây, em bắt được một con rồi, em bắt được, em bắt được một con rồi. Em bắt được một con rồi, em bắt được một con rồi. Ok, đem về đây. Mấy con mèo này đứng lại coi. Liêu liêu, Sammy không bắt được. Trời ơi, Sammy nuôi mèo mà Sammy không biết cách bắt mèo. Ủa trời ơi. Đây, trời ơi trời, mới được con nè. Tôi được một con rồi nha, tôi qua tôi bắt qua một con nữa nè. Tính ra nhà của bà bên kia kìa, bà nhảy qua nhà tôi làm gì? Ok. Ôi lên Phong ơi, ôi lên. Yes, ok. Ôi lên mèo là tiếng đẩy Phong nhảy xuống á. Ê đây, hai, được hai con mèo rồi, hai con mèo rồi, hai con mèo. Ok, cầm con mèo này nó nặng quá bạn ơi, nó mập y như bé Cam nhà mình vậy, trên mình chạy nhanh không được bạn ạ. Ok, ok, bỏ ở đây à. Mấy phút rồi mọi người, còn mấy phút nữa, còn mấy phút nữa. Còn 2 phút, còn 2 phút, còn 2 phút, còn 2 phút. Còn 2 phút nữa. Rồi em ơi, cô lên sao đây. Đây đây. Ôi thời gian chơi nhanh vậy. Một phút được hai con mèo. Khổ quá, khổ quá. Một phút mới được hai con mèo, mấy con mèo ấy chạy nhanh lắm. Ok rồi, được thêm con nữa nè. Mèo ơi, đứng lại quá. Sammy nãy giờ. Sammy nãy giờ không bắt được con nào. Đi xin gì một con gì vậy? Sammy nãy giờ không bắt được con mèo nào bạn ơi, quê ghê luôn. Mèo ơi. Từ từ. Ok. Nhảy qua đây nè. Đó, hai con mèo, ba con mèo. Yes. Hay quá bà ơi, hay quá bà ơi. Quá định, quá định. Sammy té xuống ba hay gì vậy? Ủa sao nãy? Hả? Hồi nãy thấy Sam bắt đường con mà sao bên kia chưa, bên cái chuồng chưa được con nào vậy? Hả? Ai biết? Con rồi mà. Ủa okay. Tư, đứng lại coi. Ê, hai con nữa là, một con nữa là bốn con. Rồi, rồi, rồi. Hay quá Phong ơi, hay quá Phong ơi. Em thắng rồi, em thắng rồi. Em thắng rồi, em thắng rồi. Trận này em thắng rồi. Quá Phong ơi, trời ơi, Phong bắt cua điêu luyện quá. Tôi mà, từ nãy giờ chưa té phát nào luôn ghê không? Ok, bốn con rồi đúng không? Bốn con rồi, bốn con rồi. Bốn con, rồi, ok. À đây, hai con. Rồi, cô lên. À đây, đây. Tôi bắt đủ 10 con luôn cho mọi người coi. Đó, mà không biết đủ hay không, còn bao nhiêu phút ta? Còn nhiêu phút đâu? Còn 50 giây. 50 giây bye bye. Ôi con mèo chạy nhanh quá à. Ui, rồi ok bắt được rồi, bắt được rồi. Đứng lại coi. Ít nhất cũng phải được 5 con. Anh chắc rồi. Ít nhất cũng phải được 5 con. Chắc con hồi chị em, con hồi chị em, tôi tin hồi chị em. Từ từ coi. Nhảy qua đây. Tưng 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 tưng. Rồi 5 con. 5 con rồi, 5 con rồi, 5 con rồi. Cố lên. 3 con. Rồi, ôi tìm. Ơi, cô ơi. Đây đây đây, em đang cố gắng, còn nhiêu phút thôi, còn nhiêu giây nữa, còn nhiêu giây nữa. Còn 30 giây, còn 30 giây, còn 30 giây. 30 giây sao kịp. Ây da, rồi xong, té xuống lava rồi. Mấy con mèo, à bên đây nhiều hơn, bên đây nhiều hơn, qua đây bắt. Mấy con mèo đứng lại. Mấy con mèo chạy nhanh quá, mình đang bị cháy lava. Té luôn rồi, xong té xuống lava luôn rồi. Ây da, 10 giây. No, em đang bị cháy. Ơi con mèo. Trời ơi. Đến hết rồi, hết thời gian rồi. Xong rồi, hết thời gian các bạn ơi. Hết giờ. Trời ơi. Tức ghê luôn các bạn. Pha cuối con mèo nó núp đằng sau cái anh áo hồng các bạn ơi, bực ghê luôn á. Ủa cái anh trái tim sao tiền anh đứng như vậy, chi nó núp sau lưng anh, em không bắt được là tại anh hết á. Ôi, tại ông. Tôi thua. Ok. Thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau về đếm coi chúng ta được bao nhiêu con mèo nha. Ok, để mình bay về nè. Để đếm coi. Phong thì được 1 2 3 4 5. 5 con mèo. Quá đơn giản. Xong được 3 con mèo. Sammy. Sammy được 1 2 3 3 con mèo bạn ơi. Vậy là mình thắng Sam. Con nữa là 4 à. Yes, mình được mình thắng Sam gọi là 2 con nha các bạn nha. Phong ơi 4 con, Phong ơi 4 con. Thêm con nữa là 4 nè. Đây, mèo Simmy là 4 nè. Vậy, thêm mèo Simmy nữa hả? Không, mèo Simmy là không tính nha. Ok. Rồi, ok các bạn ơi. Thì như anh em cũng đã biết,
thì mình đã là người giành được chiến thắng rồi đó. Rồi, ok, vậy là Sammy đã bị loại trong màn này. Ok, yên tâm đi, vẫn còn một cơ hội cho Sam nữa. Một tí nữa Sam sẽ chiến đấu với những người bị loại khác nha các bạn nha. Rồi, ok. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với cặp đôi tiếp theo nào. Let's go. Rồi, ok bạn ơi, và trận đấu tiếp theo của chúng ta sẽ là một cặp đôi đang rất là hot trong cộng đồng Hero Team. Xin giới thiệu với mọi người, đó chính là Mr. Dịch và Ca Mui 1m8. Mui ơi, chào khán giả Mui. Chào đúng khán giả. Đúng rồi, thôi thôi, 1m7 thôi, tiết kệ, gọi là gì ta? Khiêm tốn, khiêm tốn. Ừ, khiêm tốn, khiêm tốn. Ờ, ok, 1m7 thôi đúng không? Ok rồi. Thì trận đấu này các bạn hãy thử đoán xem Ca Mui với Mr. Dịch ai sẽ là người giành được chiến thắng nha. Rồi ok, bây giờ thì Dịch với Mui sẵn sàng chưa nào? Chuẩn bị nè, em đếm 1 đến 3 là em bắt đầu thời gian, là hai người sẽ chạy qua kia bắt mèo nha. Ok, chuẩn bị nè. 1 2 3 bắt đầu. Ok, đếm giờ rồi, đếm giờ rồi. Đây, thời cố gian bắt đầu đếm các bạn ơi. Cố lên, Mui ơi. Đúng rồi, cố lên, Mui ơi, cố lên, Dịch ơi. Cố lên, cố lên. Ai khoái gì đâu, sai sai không ơi, mình phải cổ vũ Dịch chứ. À quên, mình phải cổ vũ Dịch chứ, sao tại vì mình lại cổ vũ cho Mui ta, không được, không được. Ôi trời ơi. Ok. Bắt được rồi, bắt được rồi. Đây, mấy bạn đang thấy là, mấy bạn đang thấy là Mr. Dịch. Mr. Dịch cũng đang bắt được một con mèo. Rồi sao té xuống lava. Té xuống lava. Trời ơi, Dịch ơi, dở vậy Dịch. Trời ơi, Dịch này kém quá vậy Dịch ơi. Okay. Anh nhường con gái thôi mèo. Anh thiên thắng người ta bảo anh vẫn là phụ nữ. Rồi Mui lại đó anh. Thôi lại đó anh. Mui được một con kìa. Mui được một con rồi. Yên tâm. Ok, tình nguyện bị loại đồ, thua con gái là nhục quá chứ tình nguyện bị loại đồ. Ok, cố lên anh ơi. Chơi trò giật mèo, giật mèo. Hay quá Dịch ơi. Rồi hay quá, hay quá. Dịch được thêm một con mèo nữa rồi. Cố lên Dịch. Cố lên, cố lên. Ờ vậy mà Dịch kia Dịch nhường con gái, nhường gái phải bắt con mèo bỏ vô chuồng của bà. Thôi anh ơi. Cái đó, cái đó người ta gọi là dạy gái anh, chứ không phải là, không phải là nhường con gái đâu. Cố lên. Ok. Rồi xong, Ca Mui té xuống lava rồi. Ok bạn ơi. Đây, chỉ còn có 1 phút 40 giây nữa mọi người ơi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Rồi. Mấy bạn đang thấy là tỷ số hiện tại đang bằng nhau, bởi vì Ca Mui hồi nãy đã té xuống lava rồi, tỷ số đang bằng nhau các bạn ơi. Ok. Rồi, Dịch sắp hơn rồi. Dịch sắp hơn rồi. Cố lên Dịch. Chạy gì cái dưới. Anh Dịch đang đuổi theo mấy con mèo rất khổ sở bạn ơi. Ok, bắt được rồi kìa, bắt được rồi kìa. May quá. Giờ nhanh, giờ nhanh. Ca Mui cũng đã bắt được rồi. Giờ nhanh Dịch đây. Ok. Cố lên, cố lên, Dịch cố lên, nhảy bắt đầu, đừng để té nha. Vịt ơi, rớt đi, vịt ơi, rớt đi. Cái gì đây? Trời ơi, sao ơi, đừng rớt. Sao anh chậm quá vậy, sao anh chậm quá vậy? Anh đâu có chậm gì hết. Rồi ok, trời ơi, bà Mui. Bà Mui, bà chạy qua tới bên kia luôn rồi, Dịch vẫn còn ở nhà. Cái gì Dịch, nhanh lên Dịch. Khổ ghê luôn á trời. Ôi ơi, còn có 1 phút mà anh ơi. Rồi, bây giờ, rồi, đưa ơi, bắt được con mèo rồi, chạy chạy về, nhanh lên. Rồi, đúng rồi, Dịch ơi, đúng rồi, nhanh anh. 50 giây. Trời ơi, 50 giây Mui ơi. 50 giây cuối cùng, 50 giây cuối cùng. Bắt thêm con là được nè. 50 giây cuối cùng, 50 giây cuối cùng, cố lên Dịch ơi. Cố lên, cố lên. 50 giây cuối cùng. Bà Ca Mui vẫn chưa về. Ca Mui vẫn chưa về. Ok. Đang hơn Dịch, đang hơn Dịch, đang hơn. Đang hơn Dịch, đang hơn. Thêm một con là Mui, thêm một con, thêm một con nữa. Lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. 30 giây, 30 giây. Ok, 30 giây cuối cùng mà người nào cầm được con mèo trên tay cũng được tính là đã bắt được một con nha. Chu cha 276. Ui. Ok. Rồi xong Mui. Lên đây. Dịch những 19, 18 Mui, cố lên. Dịch những chưa bắt được. Dịch ơi. Cố lên. Ca Mui té là ba. Ca Mui té là ba rồi. Mui té rồi. Ok, Dịch ơi, bắt con mèo lên. Anh chỉ cần cầm được con mèo là coi như anh win. Anh cầm được con mèo là coi như anh win. Hết giờ. Oh my god, hết giờ rồi mấy bạn ơi. Ôi, tỷ số là hòa, trời ơi. Vâng, và như anh em đang thấy thì tỷ số hiện tại bên Dịch 3 con, bên Mui 3 con, hòa nhau mấy bạn ơi. Thiệt luôn á, tôi khổ ghê luôn á trời. Tại sao lại hòa nhau vậy? Hey. Thôi được rồi, bởi vì là Dịch với Mui đang hòa nhau cho nên chúng ta sẽ có một trận đấu cuối cùng. Bây giờ mọi người hãy đứng lại vị trí ở nhà. Em sẽ cho mọi người thêm 3 phút nữa để mọi người qua bắt thêm một không phải 3 phút mà đếm bắt từ một một con nữa, một con nữa, một con nữa. Em đếm từ 1 đến 3, người nào qua bắt được thêm một con mèo đem về nữa thì người đó thắng. Ok. 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 Rồi ok, bên kia vẫn còn được có 2 con mèo thôi. Ok. Rồi. Chuẩn bị nha. 1 2 3 bắt đầu. Ok. Ôi, 2 con mèo là dí chết luôn á bông. 2 con mèo là đuổi hơi mệt luôn á bạn. Ok. Đấy. Rồi, đừng té lúc nào hết nha mọi người. Bây giờ hiện tại ai sẽ bắt được con mèo? Mày đứng yên, tao bắt.
Tao giờ mong mấy cái. Ok trời ơi, bắt chưa được mấy hai ông bà này, đuổi mỗi con mèo bắt nãy giờ không được. Thiệt khổ quá mà. Chạy đi đây, dưới đây. Chạy đi đây. Mày đuổi bắt có một con mèo vậy, nhìn tối vậy. Đi đi. Trời ơi, bắt có mỗi con mèo mà ông dịch từ nãy giờ, ông đang rất cực khổ. Trời ơi, giờ lúc đó hay quá, hay quá vậy đây. Hay quá, hay quá, hay quá. Giờ, giờ, dịch, giờ, liên, giờ, liệt, đừng té. Đừng té. Bình tĩnh anh, bình tĩnh anh, mình đang hơn rồi, mình đang hơn rồi. Cô chú té đi vậy, thật kỳ vậy. Bình tĩnh anh, bình tĩnh anh, mình đang hơn, mình đang hơn. Hay rồi, bỏ chuồng, bỏ vô chuồng, bỏ vô chuồng là quên luôn, nhanh lên anh. Cái gì vậy? Dù đi. Đạt đợi, 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 đợi muối à. Trời ơi. Bỏ vô chuồng đi. Rồi, ok. Mr. Dịch, Mr. Dịch là người dịch. Cái gì vậy? Bỏ vô chuồng đi dịch. Sao chưa bỏ chuồng nữa? Ôi trời. Rồi xong. Coi như là Camui còn đúng một con mèo cuối cùng mà Camui vẫn bị té bạn ơi. Ok, Camui thua rồi. Rồi, ok bạn ơi. Và như anh em đã thấy thì trận đấu vừa rồi, Mr. Dịch đã là người giành được chiến thắng. Bởi vì trận phụ á, Dịch đã là người kiếm được một con mèo đem về. Đó, cho nên Dịch sẽ là người giành chiến thắng trong trận này nha. Ok, và trong hội anh em đã có hai người giành chiến thắng rồi. Thật là tự hào quá. Yeah. Ok, chúng ta đến với trận tiếp theo nào. Let's go. Rồi, ok bạn ơi. Và vừa rồi chính là trận đấu vô cùng nảy lửa của Mr. Dịch và Camui. Thì người chiến thắng chính là Mr. Dịch. Và trận đấu tiếp theo vẫn tiếp tục là một cặp đôi rất là hot trong cộng đồng Hero Team. Đó chính là Kyron đẹp trai và mèo Simmy cutie. Simmy chào mọi người. Yo. Rồi, Simmy chào mọi người nè. Rồi còn Kyron chuẩn bị chào. Thôi Kyron khỏi cần chào đi. Kyron đã biết rồi. Đùa. Thôi Kyron chào mọi người đi cây. Chào mọi người. Trời ơi, mấy bạn nhớ coi nha, trận này mình win chắc. Ok. Hồi chị em yên tâm, tôi sẽ đem lại ánh sáng cho hồi chị em dập lại hồi anh em. Gãy. Ok, gãy. Rồi. Vô nè nha. Ok. Tôi nè, tôi sẽ bấm giờ nha, chuẩn bị nè. Một, hai, ba, bắt đầu. Ok, thời gian nó được bấm. Rồi, và hiện tại Kyron té. Trời ơi, chưa gì Kyron té rồi bạn ơi. Mèo Simmy đã được chạy qua bên kia. Ồ, hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy được một bạn mèo đang đi bắt mấy con mèo bạn ơi. Cái gì vậy Kai? Sao té ra ma hoài vậy Kai? Trời ơi trời, mèo Simmy đang liên tục. Nico. Yes. Mèo Simmy bắt được một con mèo rồi. Yeah. Kyron kỳ này thua chắc rồi Kai ơi. Trời ơi trời. Ok, Kyron bắt được một con mèo. Hay quá. Ok, bắt được mèo nhanh hơn chim nhưng mà bắt cua núp hơn chim. Trời té. Sao té hoài vậy ông nội? Trời ơi trời. Con mèo về vậy? Thôi không bắt mèo trong kia, không bắt mèo trong kia. Chết rồi. No. Ủa, khoan từ. Sao tự nhiên hai người bắt mèo xong hai người không thả ở chuồng, hai người thả ngoài đây vậy? Ơi tôi nói nha, con mèo đó là của người ngoài, phải của mình. Con mèo nằm trong chuồng máy tính nha, con mèo nằm bên ngoài biết là không tính nha. Biết rồi. Ủa đâu, trong chuồng của Simmy tôi thấy con mèo đâu ta? Ủa mèo này, tại vì cả hai cả Sạ Kai và Sim lúc vừa rồi là đều rớt bởi lava cả nên là đều không được tính. Ok, và cố gắng lên Kyron ơi, Kyron đã được một con rồi nè, mèo Simmy được một con rồi nè. Của anh Kai ơi, mình là con trai, mình không thể nào thua con gái được. Trời ơi, mày sợ rớt quá à. Simmy bắt được rồi. Ok, em sợ rớt thôi, trời con mèo chết. Mấy cái con mèo đi. Kai ơi là Kai. Mấy con mèo đây. Cay rồi. Sợ quá à. Kyron ơi là Kyron, tôi chén ông quá trời ơi. Tôi trầm cảm lắm. Đại ơi. Ủa. Ông bắt rồi ông thả xuống làm cái gì? Chết rồi. Trời ơi, rồi xong Cay té là ba. Hai vậy? Cố gắng lên Cay, cố lên Cay. Cố lên Cay ơi, cố lên Cay. Sao? Ôi, còn lava nữa sao bắt cua đây? Để tiếp nè. Cố gắng lên Cay, đừng để té Cay ơi. Cay, té đi. Đây. Thôi mình không nên chơi giọng người khác, không nên. Ok, Kyron đang nhảy những cái đường bắt cua rất là đỉnh cao bạn ơi. Cố gắng lên. Rồi, hai con rồi. Được ba con mèo rồi. Hai con rồi. Ủa Simmy được ba con luôn rồi hả? Vậy? Ba okay, con luôn rồi, trời ơi. Bên kia còn ba con, có nghĩa là còn lẻ. Nếu như không bốn con ở bên chuồng bên kia còn bốn con. Nếu như Kyron mà bắt được nhiều hơn thì Kyron sẽ thắng. Cố anh Kai ơi. Rồi, ok, được rồi. Simmy ơi, té đi Simmy ơi.
không té có té sim ơi, té đi sim ơi, tên ok té đi sim ơi, té đi sim rồi không té luôn, té được rồi sim sao té được. Trời ơi Kai ơi, chẳng lẽ có mỗi mình Kai trong hội anh em là thua hả Kai? Nhục quá. Còn bao nhiêu thời gian hết giờ rồi Kai thua rồi. No. Vâng, hết giờ rồi bạn ơi. Anh thời gian mà. Vừa đúng lúc hết giờ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ xuống đây mình tính điểm nha mọi người. Kairon, 3 con mèo. Ok, Kairon, 3 con mèo các bạn ơi. Rồi, mèo Simmy, 4 con mèo. Trời ơi. Con mèo biểu tượng cho bộ hội game chúng ta đó. Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhục quá, Kai ơi. Nhục gì đó, cứu trời đất ơi. Kai là chẳng qua Kai nhường chim thôi, không? Kai thấy hội chim gọi là không có điểm nào hết, Kai nhường thôi. Ok nha. Ok bạn ơi. Xong xíu nữa Kai bị loại lần hai. Tôi cảm thấy nhục nhã quá, tại vì Kairon đã thua rồi. Trời ơi, Kairon ơi, thua ai? Thua bạn gái của mình là nhục quá, Kai ơi. Trời ơi. Ok bạn ơi. Rồi, và đến với cặp đôi tiếp theo nha các bạn nha. Đó chính là Siro và Mimi nha các bạn nha. Ok, rồi, Kairon lên trên đi Kai. Nhục quá, đứng dưới đây làm gì nữa. Lên trên đi. Nhục quá. Thôi, dạ, lên đây lên ấp mặt vô tường mới được. Rồi ok, tiếp tục nha mọi người. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với gọi là cặp đôi Siro và Mimi nha các bạn nha. Thì để coi Siro, Mimi ai sẽ là người giành được chiến thắng nha các bạn nha. Rồi ok. Bên đây chính là Siro, người chơi số 9. Rô ơi, anh mà thua là anh đừng nhìn mặt em nữa nha Rô. Nha Rô. Ôi, okay. Yên tâm, anh mà thua là anh còn không được nhìn mặt Kai nữa. Ok, ok. Đừng để thua nha. Rồi, ok, rồi chuẩn bị nè, hai người chuẩn bị nha, tôi đếm vào nè. 1, 2, 3, bắt đầu. Ok, đã bấm đồng hồ rồi. Đấy, thì chúng ta đang thấy rằng là nếu về nói về bắt cua thì ông chùm Siro và chùm bắt cua trong game của chúng ta, trong game Minecraft chúng ta rồi. Ok. Rô đang đuổi theo mấy con mèo, nhưng mà bắt mấy con mèo thì hơi khó bạn ơi. Mèo ơi. Hay quá Rô. Rô đã bắt được một con mèo. Cố gắng lên Rô. Ok, mình thì mình không muốn ai trong team mình bị loại hết các bạn ơi. Mình không muốn ai trong team bị loại hết. Cho nên là hy vọng rằng là người thua sẽ là Kairon tiếp. Ok. Tôi đùa. Ok, 30 giây đã trôi qua. Ủa Mimi đợi. Ủa Mimi đâu? Ủa? Đây. Mimi mới vừa té lava chết hả? Trời. Ok, cố gắng lên rồi. Rồi, để coi Siro vẫn đang tiếp tục đuổi mấy con mèo. Mấy mèo này khó quá Phong ơi. Trời ơi, mấy con mèo ơi, anh đâu có dễ đâu. Thì đấy, nhưng bắt mèo thì khó lắm. Thì phải khó như vậy mới là trò chơi, anh hiểu không? Trời ơi, đâu phải dễ dàng đâu. Ủa sao Mimi bắt nhẹ nhàng quá ta? Mimi bắt nhẹ nhàng quá ta. Mimi đi ngang qua chụp phát rồi bắt được con mèo liền luôn. Nhanh vậy. Ok, đây bạn đang thấy Rô đang bắt cua đường tắt các bạn ơi. Nói chung là cái bắt cua này rất là dễ luôn, cho nên là Rô là không cần phải nhường luôn. Bắt đường tắt Mimi ơi, lúc bắt mèo thì đi bình thường thôi. Ok, cố gắng lên Rô. Rồi, sao mấy mèo tập trung bên nhà mà Mimi không vậy? Ai mà biết được. Nó chạy đó anh, nó chạy đó. Xong rồi. Ôi Mimi té lava rồi. Mimi té lava rồi các bạn ơi. Cố gắng lên Rô. Đây. Mọi người ơi. Mọi người bình luận xíu nào mọi người. Sao mọi người im lặng thế? Không phải anh. Trời ơi. Yeah. Trời ơi, Mimi hay quá. Có khi nào Mimi bạn mấy con mèo này là bạn của Mimi không nhỉ? Sao Mimi bắt thì dễ như vậy? Ai mà biết được. Đây tôi qua mấy anh mà. Mấy anh mà quanh cỏ cứ đứng che che mèo không mà tôi bắt không được mọi người ơi. Nè, tôi nói nè. Nhanh thôi. Tôi nói cho mọi người biết nè, bắt mèo quá thì bắt dễ, ok bắt dễ thật ấy, nhưng mà Siro hiện tại đang hơn Mimi một con mèo, cho nên đừng có tưởng bắt thắng được. Trời ơi. Ơi. Ủa hay đâu? Bạn đừng bắt ngờ rớt vậy chứ. Hay quá, Rô đi Mimi. À nhầm lắm. Rô lại có thêm một con mèo nữa rồi. Mimi ơi, nói gì đi Mimi. À quên nhầm, Mimi có biết nói đâu. Nói gì. Rồi bây giờ Mimi mới bắt đầu bắt khó nữa bạn ơi, tại mấy con mèo bắt đầu nó ít đi rồi, nó sẽ tản ra rất là nhiều. Mimi bắt đầu bắt khó hơn rồi nè. Ok. Hả Mimi đang Rô. Mimi đang chậm lại gần con mèo rồi. Yes, Mimi bắt được thêm con rồi. Rồi. Rô hiện tại đã có thêm một con nữa là 5 con luôn chứ đâu ra 4 con. Wow. 5 con rồi. Rô có Mimi, 5 con mèo. Con thứ 3. Rồi còn 10 giây nữa Mimi ơi. Ok, 15 giây cuối cùng. Nhanh. Trời ơi. Rô phá kỷ lục rồi mọi người ơi. Rô phá kỷ lục 6 con rồi. Hay quá. Mimi vẫn đang đuổi theo mấy con mèo.
Trời ơi, nói về bắt cua thì Siro là chùm rồi, ai chơi lại. Trời ơi. Ủa anh Mi giờ kìa. Hết giờ. Ui. Em tí bắt được thêm một con nữa rồi, trời ơi. Vâng, mấy bạn ơi, các bạn thấy một trận đấu vô cùng nảy lửa và căng thẳng. Trời ơi, Mi phải nói là một trong những người chơi khá là giỏi ở bên hội chị em mà vẫn phải thua Siro. Tại vì sao? Tại vì Siro là ai? Ông chùm bắt cua của Hero Team mà, làm sao mà có thể thua được Mi được? Trời ơi, xong quýnh lộn luôn mấy bạn. Cay ơi, vậy là từ nay người duy nhất không để nhìn mặt họ anh em là Cay. Vui quá. Wow. Từ nay người duy nhất thua con gái trong team Hero Team là chỉ có Cairo thôi nha bạn. Ok, thì để coi đếm coi Siro là được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con mèo. Còn bên Mi thì hiện tại là 3 con mèo bạn ơi. Ok, trời ơi, thật là tiếc quá đi. Nhưng mà không sao, Mi vẫn còn cơ hội ở trong vòng loại tiếp theo cho nên là không sao đâu Mi à. Rồi ok, chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, và sau trận đấu người ta gọi là gì nhỉ, trận đấu vòng loại, thì các bạn đã thấy là đã có 4 người bị loại, chính là Mi, Sammy, Kairon và Kamui mọi người ạ. Và bây giờ tiếp theo sẽ là vòng loại 2 nha mọi người nha. Đó, vòng này ta sẽ gọi là vòng bán kết. Đó, vòng bán kết nha mọi người. Thì cái vòng này á thì sẽ là có Mi, Sammy, Kairon và Kamui sẽ thi đấu với nhau. Thì thi đấu với nhau như thế nào, đó chính là sẽ là hai đội đối nhau luôn nha. Là đội bên đây là có Mi với Sammy nè, đội bên đây là có Kairon với Kamui nè. Đó, và nếu như đội nào thua thì sẽ còn lại hai người cuối cùng, và hai người cuối cùng đó sẽ phải đấu với nhau. Và nếu như một trong hai đội Mi, Sammy hoặc là Kairon và Kamui đội nào thua thì sẽ đội đó còn hai người đúng không, thì hai người thua đó sẽ phải thi đấu với nhau để tìm ra người cuối cùng. Người cuối cùng được giành chiến thắng và người cuối cùng thua thì sẽ bị loại. Đó, bạn hiểu không? Ok, bạn nào chưa hiểu thì xem hết video hiểu nha. Rồi ok, vậy đi, cho nhanh. Ok, rồi bây giờ thì Mi, Sammy là một đội, Kamui với Kairon là đội. Hai đội đã sẵn sàng chưa nào? Bạn ơi. Nhìn hai thấy cực quá ba. Nhìn hai thấy cực quá, bên đây thì đứng im mà còn bên đây nhảy múa lung tung như gió. Ok rồi, chuẩn bị nè. Tôi chuẩn bị đếm giờ nè nha. Rồi đây, tôi chuẩn bị bấm giờ nè, chuẩn bị nè. 1 2 3 bắt đầu. Ok. Và như các bạn đang thấy thì trận đấu đã bắt đầu. Vừa vô chưa gì là bà Mi bà té rồi. Trời ơi là trời. Ok. Mẹ ơi, đứng lại mèo ơi. Một đứa. Hay quá, đội của Kairon hiện tại ơi. Kairon đã bắt được một con mèo. Mi ơi. Thôi Mi té tiếp. Ok rồi, xong Kairon té rồi. Kairon té. Trời ơi, éo gì vậy. Trời ơi, bắt được con mèo mà lại bị té mấy bạn ơi, khổ ghê luôn á. Ê, nhờ anh Mr. Dịch xuống dưới giết con mèo mà bị rơi ở bên đó dưới đó giúp em nha. Con mèo nào mà nó bị rơi thì giết giúp em nha. Ok. Ok. Ê, đang thấy trận thắng luôn á, Kairon té con cái hành thấy trận thua luôn kìa. Ok, cái kêu anh chù ẻo em chi, anh ơi, anh chù ẻo em á. Và... ai chù trời, có ai chù đâu. Trời ơi, mấy bạn ơi. Anh ơi. Khó quá mấy bạn ơi. Trời ơi là trời, tôi đang thấy là đội của Kairon với Kamui là đang yếu thế hơn nè. Nếu như mà là trận này mà Kairon hoặc Kamui mà thua á thì Kairon với Kamui sẽ phải thi đấu với nhau. Có khi nào trận 2 mà Kairon vẫn thua không ta? Không ơi. Sao anh? Ra là chúng ta lại tiếp tục vào cái thế trận giữa đội bạn thân và đội người yêu rồi không ạ? Ôi trời ơi, khó quá. Bình tĩnh thôi. Rồi, xong rồi, xoay một cái thôi. Mi lên rồi. Bên đội của Kairon hiện tại đang có 4 con mèo nha các bạn nha. Còn bên đội của Mi và Sammy hiện tại chỉ có 3 con thôi. Vâng. Khó à nha. Ui okay. Dồi ôi, nhảy rồi. Em con. Ôi Phong ơi. Ông có bên Kai ơi. Ngầm. Đừng thấy anh em. Em có thể đâu đó. Cái gì em ơi. Rồi sao rồi, ui té rồi. Ok, Mi ơi, Sammy ơi, Kamui té rồi. Nếu như hai người đem được hai con mèo này về thì hai người vẫn sẽ có cơ hội thắng. Cố gắng lên nào. Trời ơi, đem thế trận thắng, Mui té phát thành thế trận hòa luôn rồi. Và bên đây, các bạn có thể thấy bên Mi và gì ta, Sammy đang có 5 con mèo. Xem ơi, xem rồi, gì thì xem, chị cũng là chị. Còn bên Kairon, Kamui thì hiện tại đang có 6 con hả? 6 con mèo luôn. Ủa, 6 con hay là mấy con? 6 con luôn hả? 6. Ok, vậy là hơn rồi, đây. Mày đây. Nè mày rồi, bắt nó về. Rồi rồi, cố lên. Sammy té là ba rồi. Ok, 6 đều. Sammy té là ba rồi. Ê mọi người. Hắn rồi. Con mèo nào? 76. Con mèo nào mà là con mèo bị loại sống chuồng, mọi người giết đi giúp tôi nha, giúp nha. Ok. 86 rồi, không ơi. Con lên trên đấy vậy? Nhảy. Ok.
Bây giờ chỉ còn 20 giây cuối cùng. Cái đòn té ở phút 20 giây, ok. Ê, trời ơi, có hỏi rồi, có hỏi rồi, còn có hỏi. Mimi cũng té luôn rồi. Sammy ơi, con mèo cuối cùng. Con mèo thôi. Con mèo cuối cùng. Lên, Mui ơi, Mui ơi, hết sắp hết thời gian rồi, lên. Con mèo cuối cùng, con mèo cuối cùng. Sẽ về đó nha. 2, 1, hết giờ. Yes. Ôi không. Rất tiếc cho Sammy khi Sammy đã bắt được con mèo cuối cùng nhưng chưa kịp đem nó về chuồng các bạn ơi, thật là tội nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi đội nào giành chiến thắng nha. Thì đội Kairon có bao nhiêu con mèo đây hả anh Mr. Dịch? 9 con tất cả. 9 con luôn sao? Wow, còn đội của Mimi và Sammy là bao nhiêu? Anh Sido đếm giúp em nào. 6 con tất cả. 6 con, trời ơi, một bên ghê. Một bên 9 con, một bên 6 con các bạn ơi. Thiệt là buồn quá đi mà, thật là buồn quá đi mà. Trời ơi là trời. Thôi không sao cả. Mimi ơi, Mimi ơi, Mimi ơi, Mimi ơi. Xin vĩnh biệt cụ. Dịch quá đáng, dịch quá đáng kìa. Ok rồi mấy bạn ơi, thì coi như là trận này Kairon và Kairon và quên Kairon và Kamui đã giành được chiến thắng. Xin chúc mừng. Ok, vậy thì trận đấu tiếp theo sẽ là Mimi và Sammy sẽ thi đấu với nhau nha các bạn nha. Và để xem coi okay. Mimi và Sammy ai sẽ là người bị loại. Ngay lúc này các bạn hãy kéo xuống dưới phần bình luận và sau đó soạn cú pháp tên người bị loại trong trận này. Em giỡn. Gửi đến tổng đài Hero Team. Gửi đến tổng đài Hero Team cho mọi người nha. Đó, mấy bạn thử đoán xem coi ai là người thua trong trận này nha các bạn nha. Rồi, và trận đấu tiếp theo sẽ là Mimi và Sammy. Mọi người chuẩn bị vào trận nào. Let's go. Vâng, ok bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận chung kết lần này. Và người nào mà là người thua cuộc thì người đó sẽ bị loại vĩnh viễn khỏi trò chơi con mực của Hero Team. Các bạn hãy thử đoán xem ai sẽ bị loại đây. Vâng, và thí sinh chúng ta chính là Sammy. Chào mọi người. Và Mimi. Ok, những người thua cuộc cảm ơn rất là vui. Ok. Rồi, Mimi đang rải muối rồi đó. Mimi đang rải muối rồi. Ok. Rồi, ok, chuẩn bị nha. Tôi bấm giờ này nha, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, bắt đầu. Có lên mọi người ơi. Trời ơi, giờ vô luôn Mimi ơi. Ê, mà sao? Ôi, trời ơi, bạn luôn. Trời ơi, té luôn. Trời ơi, té nữa. Ủa trời ơi. Cái gì té liên tục vậy? Cái gì vậy? Té liên tục vậy? Có khi nào hồi 1 trong 2 chiến thắng với tỷ số 1 không không mọi người? Ờ em không biết nữa, có khi nào tí nữa không đều luôn mọi người. Hả? Mì bắt đầu lùa mèo, mèo lại chạy. Rồi ok, rồi, bắt được rồi, về đem về. Lên. Mọi người hãy sợ cuốn pháo chị em ơi, cô ơi. Rồi xong tiếp. Chị em ơi, chị ơi. Xong luôn. Mimi té nữa hả? Trời té hoài. Đừng hoảng loạn Mimi ơi, đừng hoảng loạn, hãy bình tĩnh thôi. Đúng rồi. Đừng hoảng loạn, cố gắng lên nào. Ok, 1 phút 50 giây, vẫn còn 1 phút 50 giây, cố gắng lên. Ủa Mimi được mấy con rồi? Mimi được 1 con. Sammy thì giờ đem thêm con này về nữa là được 2 con. Hay quá Sam ơi. Cố gắng lên nào, cố gắng lên nào. Này tôi bảo nhà nuôi mèo có khác. Mimi ơi, cố lên. Nhà nuôi mèo khác mà do lúc đó tôi hơi bị gọi là rung tay thôi. Ủa? Sao trong đầu chơi còn bớ ngỡ. Sao trong trận trước Mimi bắt mèo hay lắm mà sao trận này Mimi bắt mèo dở vậy Mimi? Hoảng rồi, hoảng rồi. Đừng hoảng rồi, có lên rồi. Hoảng rồi, 3-1 rồi. Ok, sắp bắt cái gì vậy? Rồi Mimi vẫn không đuổi theo được con mèo nào hết. Trời Mimi ơi. Ok. Hay được quá. Tôi thôi. Biết vậy tôi đổi. Rồi một rồi sao té rồi. Biết vậy tôi đổi cho cái trận đấu này thành là trận đấu bắt heo thì hay hơn. Cái gì vậy Mimi? Ôi vẫn được, vẫn được. Hay quá Mimi vẫn có thể nhảy lên được, hay quá. 3-2 rồi, Mimi cần thêm 2 điểm nữa để thể hơn được Sammy. Mimi còn thêm 2 điểm nữa. Sammy thì bây giờ chỉ cần cái gì nữa? Trời ơi, Mimi té nữa. Ủa trời ơi. Xong rồi. Mimi. Cái gì té hoài vậy? Hoảng rồi, Mimi hoảng rồi, bình tĩnh Mimi ơi. Bình tĩnh thôi. Chết rồi Mimi ơi, chắc là Mimi sợ. Chắc thua không có gì đâu, thua mất tiền thôi à. Chắc là vậy. Thua mất tiền rồi. Ok. Có tiền thưởng. Sam bốn con. Ok. Rồi không Sam nhảy luôn rồi. Mấy bạn ơi, mệt mỏi quá. Mình nghĩ rằng là chắc là do là Mimi đang sợ bị anh áo đỏ gọi là cầm cái dép lào đập vô mặt cho nên là Mimi đã gọi là đang rất hoảng loạn các bạn ạ. Cố lên Mimi ơi, cố lên. Cố lên mọi người ơi. Sam gần qua rồi Sam ơi, đúng rồi. Đi nhầm tay.
Ok, 5 giây cuối cùng, 5 giây cuối cùng, 5 giây cuối cùng. 3, 2, 1. Hay quá, Sam ơi. Vừa đẹp luôn. Mọi người à, mọi người có biết tại sao mình lại đặt cho trận đấu này là trò chơi bắt mèo không? Là bởi vì nếu như tôi chọn trò chơi này là trò chơi bắt con bò, trò chơi bắt con heo thì tôi thách mấy người sạch được con bò con heo đem về luôn á. Ôi trời ơi. Ok. Bò nó rồi nhìn thấy gì đó. Đúng rồi. Ok. Để chúng ta đếm thôi coi, hiện tại là Sammy đang có 1 2 3 4. 4 con hả? 5. Ơi, 5 con. Sammy 5 con. Mimi thì có 1 2 và 3 con mèo. Như vậy là Mimi đã thua Sammy 2 con. Vậy là người bị loại của chúng ta trong trận đấu thứ hai lần này đó chính là Mimi. Oh my god. Buồn quá. Vâng các bạn ơi, và Mimi đã bị loại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy Mimi biến mất nào mọi người. Ai đó cho Mimi biến mất giùm tôi đi. Mimi à. Trời ơi, Mimi ơi. Mimi bốc hơi rồi. Mimi bốc hơi rồi. Ok các bạn ơi, không sao đâu, bạn yên tâm nha. Mimi chỉ là bị loại thôi chứ Mimi không có bị gì đâu nha các bạn. Bị loại thôi, nói chung là bị loại trong trò chơi này thôi. Vậy là Mimi không có được phần thưởng rồi. Tội nghiệp Mimi quá. Ok. Và rất may mắn trong trận này Sammy đã là người giành được chiến thắng. Sammy có cảm nghĩ gì về trận đấu của mình vừa rồi không? Thì nói chung là tôi là toàn là những người là kiểu là toàn xếp gọi là cái top gọi là bét ơi là bét luôn, tôi toàn sắp bị loại không à. Trời đất ơi, từ tập 1 đến tập 2 rung quá. Đúng rồi. Sammy lần nào cũng là người gọi là vô vòng bị loại hết các bạn ơi. Ok. Vòng nguy hiểm, vòng nguy hiểm hiểu không? Đó, trời ơi. Dịch làm gì vậy? Dịch làm gì vậy? Gì vậy? Trời ơi. Ông làm luôn bàn thờ cho ta luôn, ông nội này quá đen. Ok bạn ơi, và trong trận đấu lần này thì Mimi đã bị loại rồi. Nhưng mà rất tiếc nha các bạn nha, là bởi vì là trận trước á, bởi vì là tập 1 cho nên mình mới có cái đặc quyền á, là gọi là 50.000 like để cho người đó sống lại. Nhưng mà bắt đầu trận này á thì người nào bị loại là sẽ bị loại luôn nha các bạn nha, không có được quyền quay lại đâu. Có thể là mấy bạn sẽ bảo rằng là cái này nó hơi bất công với Mimi, nhưng mà nếu như ai cũng 50.000 like sống lại thì đến khi nào trò chơi mới kết thúc đây? Đấy, kết thúc trò chơi. Cho nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Nói chung là không sao, Mimi cũng đã rất cố gắng rồi. Mấy bạn hãy luôn ủng hộ cho Mimi nha. Dù gì Mimi cũng đã chiến thắng được rất xuất sắc trong trận đấu màn 1 rồi các bạn ạ. Và để xem coi liệu rằng trong những màn chơi tiếp theo ai sẽ là người tiếp tục bị loại đây. Có thể sẽ là mình, có thể sẽ là Dịch, có thể sẽ là Siro, hoặc chắc chắn sẽ là Kairon. Thì các bạn hãy thử đoán xem nhé. Chắc chắn là Kairon. Okay. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở Hero trò chơi con mực tập 3. Bye bye. Bye bye.